Cái bóp này nằm bên miệng cống, anh lại không sợ dơ chạy đi lượm. Không biết đó là kiểu logic gì nữa. Anh nhận ra cái bóp này hình như là cái bóp của thanh niên hôm qua phòng cá cược bị người ta lấy cắp đó. Sao tình cờ anh lượm được vậy? Vì chúng ta thật sự trễ giờ rồi. Lát nữa chúng ta tới buổi họp báo mới đem tới sở cảnh sát. Sở cảnh sát Hồng Kông trung sĩ cao lực cơ. Alo, ai đó? Làm ơn, tôi muốn tìm anh Cao Lực Cơ. Là tôi đây, sao hả? Bởi vì tôi lượm được cái bóp, trong đó có giấy chứng minh với lại có tấm danh thiếp ghi rõ là anh Cao Lực Cơ đó. Tôi đây, tôi là Cao Lực Cơ đây. Anh lượm được cái bóp của tôi. Nè, anh là ai vậy? Anh ở đâu? Tôi sẽ tới gặp anh. Anh không cần nôn nóng quá. Bởi vì bóp tiền là tài sản riêng tư của một người, cho nên tôi muốn chứng minh anh có phải là anh Cao Lực Cơ hay không thôi. Làm sao chứng minh? Và tôi muốn hỏi anh, trong cái bóp này anh có bao nhiêu tiền mặt vậy? Khoảng 8.000 mấy. 8.000 mấy nhiều quá vậy? Mắc mớ gì tới anh, đưa tiền nhà được không? Thật ra anh cũng là một thanh niên biết lo cho gia đình lắm. Nhưng tôi đã coi trong bóp rồi, trong cái bóp này không có tiền mặt. Có lẽ anh không phải là anh Cao Lực Cơ. Bye bye. Alo. Chuyện gì vậy? Làm gì làm vậy? Gì vậy? Tôi cũng muốn biết xảy ra chuyện gì. Nè, cùng nghe đi. Alo. Nè, đừng có giỡn mặt nha. Bóp của tôi bị người ta móc đi, đương nhiên là tiền cũng bị người ta gom hết rồi, có đúng không? Tôi cũng đồng ý cái nói của anh đó. Nhưng anh có thể cho tôi biết là trong bóp của anh có bao nhiêu tiền lẻ không? Nè, đừng có nói nhảm nhiều quá. Bây giờ anh cầm danh thiếp của tôi gọi điện cho tôi. Tôi không phải là Cao Lực Cơ thì là ai chứ? Chuyện đó cũng không chứng tỏ anh nhất định phải là Cao Lực Cơ. Nè, đầu của anh để đâu vậy? Anh nói chuyện kiểu vậy sao? Nè, tôi giải thích cho anh biết nha. Cái bóp này thuộc về một người làm cảnh sát. Người cảnh sát này có thể bất cẩn để người ta lấy mất cái bóp. Chứng tỏ con người của cảnh sát này cũng lơ là bất cẩn lắm. Anh ta lơ là bất cẩn như vậy để người ta lấy luôn điện thoại cũng có khả năng lắm đó. Nè anh bạn, tôi sợ anh rồi. Anh đem cái bóp tới sở cảnh sát gần nhất thì được rồi. Bây giờ đề nghị của anh, tôi có thể xem xét có nên làm như vậy hay không. Xin lỗi nha, điện thoại tôi sắp hết pin rồi. Tôi là phải tranh thủ đi dự buổi họp báo nữa. Vừa họp báo xong thì phải tranh thủ tới công ty. Vậy đi, sau khi tới công ty tôi mới xem xét có nên làm như vậy hay không. Bye bye. Alo. Vậy tức là sao? Tức là tôi bị thằng khùng chơi khăm. Trời, chúng ta trễ giờ rồi. Đi nhanh chút đi. Biết rồi. Trời ơi, chết rồi. Giờ áo rồi. Gì chứ, chuyện gì? Chắc lúc nãy bị đồ ăn thừa văng trúng đó. Không được, phải về nhà thay áo. Đừng, hết giờ rồi mà. Giờ, giờ áo rồi. Rồi, nhanh lắm mà. Không, không được đâu, làm gì còn thời gian về không nhà nữa. Không, khó chịu lắm. Vượt trội, bắt nguồn từ theo đuổi. Sáng tạo, bắt nguồn từ sự khám phá hoàn hảo. Công ty trách nhiệm hữu hạn may mặc Đại Thân có thành ý giới thiệu với khách hàng của chúng tôi series đồ thể thao Fantastic hoàn toàn mới. Cái gì? Có phải cái gì cảm thấy rất lạ? Đừng có làm nữa, làm phiền người ta kìa. Có phải cái gì cảm thấy rất lạ? Một bộ đồ thể thao bình thường thì tuyệt diệu tới mức nào chứ? Tôi có thể nói cho cái gì biết. Bởi vì chất liệu của nó tuyệt đối là một sản phẩm siêu kỹ thuật cao. Đó là chất liệu tổng hợp từ nanomet, hồng ngoại xa, ionam, biến đổi gen, BPA free tạo thành. Rồi sau đó tận dụng hệ thống Android âm. Em đã kêu anh đừng có làm nữa là phiền người ta kìa. Fantastic 1.0 ngoài việc có thể cải thiện chức năng vận động, còn có thể đẩy nhanh tuần hoàn máu, tăng thêm sức đề kháng, phòng ngừa hiệu quả đau nhức khắp người, mất ngủ, tiêu tụy, suy giảm trí nhớ, đau đầu, nhức đầu, chóng mặt. Đã kêu đừng có làm nữa rồi. Thì không làm nữa. Xin lỗi nha. Không sao, có thể tiếp tục. Không sao đâu. Còn chuyện dịch vụ của chúng tôi. Alo. Đợi lát nha. Tôi là Cao Lực Cơ. Anh chỉ cần dùng video trao đổi với tôi, rồi đối chiếu với giấy chứng minh của tôi thì sẽ biết ngay tôi có phải là Cao Lực Cơ không. Đó cũng là một cách. Nhưng bây giờ điện thoại của tôi hết pin rồi, tôi không thể gọi video được. Để tôi tìm chỗ sạc pin cái đã. Sau khi sạc pin tôi sẽ gọi lại cho anh ngay. Bye bye. Còn chuyện trời, thực ra chức năng của Fantastic 1.0 mạnh mẽ cỡ nào, chúng tôi sẽ mời một chuyên gia giải thích với tất cả mọi người. Cái gì? Hôm nay tôi mời được một nhà phát minh người Ý, Alessio Fatelia, trực tiếp giới thiệu rõ ràng cho chúng ta biết. Xin mời. Sao hả?
Nhìn kỹ hay chưa? Tôi chính là Cao Lực Cơ. Ờ đúng rồi, giấy chứng minh có mặt như vậy nè. Nhảm nhí, anh có phải là chú Mập ở phòng cá cược hay không vậy? Phải, tên của tôi là Lý Hạo Phàm. À, anh hai, anh coi kìa. Nè anh đang ở đâu vậy? Chỗ của anh đông người lắm hả? Đang làm gì vậy? Ờ, chúng tôi đang tổ chức họp báo thôi. Nè họp báo xong, tôi ra lại cái bóng cho anh. Bye bye. Thì xin lỗi, anh cúp máy rồi. Thật ra thì Golden tài giỏi lắm. Sau khi tốt nghiệp ở đại học bên Mỹ xong rồi thì ở lại làm ăn, coi như cũng có chút thành tích đó. Ba đừng khen con như vậy. Tức là quần áo thể thao trong buổi họp báo lúc nãy là ý tưởng của anh hả? Đúng vậy. Anh tin chắc Fantastic 1.0 nhất định có thể dẫn dắt công ty Đại Thăng bước lên một bậc mới, đưa giới hạn của thời trang thể thao nâng cao tới mức phải. Em cảm thấy cả đống những ý tưởng đó có chút xa rời thực tế. Công ty chúng ta là nhãn hiệu lâu đời, tất cả sản phẩm đều rất thực dụng, rất thực tế. Ion âm, hồng ngoại xa, manomet gì đó, những thứ vô bộ đó em cảm thấy thực sự không có thích hợp với chúng ta cho lắm đâu. Không lý nào. Thực ra thì tôi muốn hỏi thăm nanomet, hồng ngoại xa, ion biến đổi gen gì đó, BBA, sau đó tận dụng hệ thống entropy âm tạo thành chất liệu giải. Thực ra thì đó là loại giải gì vậy? Cậu không hiểu đâu. Chính vì tôi không hiểu cho nên tôi muốn hỏi thăm. Cái gọi là hệ thống entropy âm có nghĩa là cái gì? Bởi vì entropy là ám chỉ một dạng hằn số bị hỗn loạn trong vật lực học mà. So với nanomet, ion âm, hồng ngoại xa gì đó làm sao kết hợp với nhau được? Nè Phạm à, trên thế giới này có nhà khoa học mà. Nếu cậu hiểu rõ, cậu là nhà khoa học luôn rồi, có phải không? Nè, ngồi xuống đi. Ba nghĩ đúng không? Thật ra thì Golden đã dốc nhiều công sức lắm rồi, mang lại rất nhiều ý kiến mới cho công ty. Con cứ cho nó thử đi. Ba tôi cũng có phần trong công ty này, tôi nhất định phải cố gắng thật tốt. Ba chiếm phần rất nhỏ đó. Hạo Phàm mới là ông chủ lớn. Nè, hôm nay tổ A và tổ B hợp tác quét mại dâm, biệt danh là hành động phụng chảo. Còn chi tiết thì giao lại cho sếp chung giải thích với mọi người. Mục tiêu lần này là một trong những tòa nhà thương mại ẩn chứa dấu hiệu mại dâm ở Chim Sa Chủy. Đa số đều mang giấy phép xuất cảnh, là những phụ nữ nội địa can tội vi phạm điều lệ lưu trú. Nói một chúng cách nghiêm túc nói là Tăng bỏ trốn. Sẽ gọi điện thoại, giờ này còn chưa gọi tới. Có khi nào Tăng ca không? Nè, anh Cơ, sao chúng ta không trực tiếp tới phòng cá cược lấy camera an ninh của họ về đây? Vậy thì có đầy đủ chứng cứ ký giấy bắt nghi phạm đó rồi. Đương nhiên không được rồi, phải là sếp phụ trách vụ án đó mới có thể lấy camera về mới được chứ. Tức là phải hỏi ý của gã anh cọc lốc này rồi. Hỏi hắn hào hơi lắm. Có phải mấy người đằng sau có thắc mắc gì hay không hả? Hoàn toàn không có thắc mắc. Nếu không có thì tốt lắm. Nhìn nét mặt của tất cả các người cũng giống khách làng chơi lắm. Lần này bốn người phụ trách làm mồi đi. Yes sir. Lần này đúng là hên tới nỗi đi đâu cũng hên. Vậy mà tôi cũng nắm được con ếch trong tay. Từ nay chúng ta làm hoài được hoài rồi. Nè, tới dưới nhà rồi, lên trên mới nói tiếp nha. Tòa nhà Lệ Đông. Học sinh trẻ đẹp, ngọc nữ ngây thơ. Bốn chỗ cá ngựa chủ yếu tập trung ở tầng 2, 3, 4. Nghi ngờ sau lưng của xã hội đen thao túng. Bây giờ đúng giờ, cả bốn người lên trển thả mồi. Thời cơ chín muồi thì báo với tôi. Hãy nhớ 15 phút thôi đó. Yes sir. Tên khùng này, có phải muốn giỡn mặt hay không? Chuông của tầng nào cũng bị mày bấm hết trơn rồi. Thì xin lỗi đi, còn mấy căn nữa tôi hỏi xong sẽ đi liền mà. Mày còn hỏi nữa phải không? Đừng. Mày giỡn mặt phải không? Đừng mà. Có phải bây giờ muốn sống tới vậy không? Bấm đi. Tôi chỉ hỏi bấm thôi. Đi. Đúng rồi chơi đó. Với mày à, bấm đi chứ. Bấm thử đi. Phải bấm thử đi. Mày ngon thì bấm thử đi à, vui lắm hả? Bấm đi. Đáng đời hắn ta. Có phải vui lắm không? Muốn giỡn mặt anh cơ, kêu thức thanh kìa. Có cần phụ không đi? Tôi bấm chuông tìm người thiệt mà. Đám lưu manh phá khách làng chơi thôi. Bây giờ đâu có phá hoại cái gì đâu. Mất công phá hoại hành động. Gọi gái không trả tiền hả? 5 ngàn, 5 ngàn tao cho mày đi.
5.000 bắt tới vậy sao? Đưa tiền đi lão khùng. Làm phiền cho tôi làm ăn. Tôi chỉ bấm chuông cửa thôi mà, tôi đâu có bước vô trọng. Quy định ở đây bấm chuông tức là kêu rồi. Đưa đi. Nè, nè, đưa đi. Cái bóp này không phải của tôi đâu. Đưa đi mau. Đưa đi. Đó, cái bóp này không phải của tôi rồi mà. Chạy hả? Lại đây. Nè, 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 coi chừng đó. Nè, sếp ơi, tao muốn giật cái bóp của sếp đó.